quý vị và các bạn, do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, tại khu vực thôn Yên Thành, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà đã xảy ra tình trạng sạt lở đất trên diện tích người dân đang canh tác cà phê. Hiện tượng bất thường này hiện vẫn chưa dừng lại và tiếp tục sụt lún gây lở đất trên diện rộng. Cụ thể, sạt lở đất diễn ra từ chiều ngày 9 tháng 10 trên đồi Chợ Niên của thôn Yên Thành. Dấu hiệu xuất hiện ban đầu là từng đường sạn lún kèm theo đất dịch chuyển. Sau đó, sạt lở lan nhanh trên diện rộng, cuốn theo đất sản xuất và chôn vùi hàng loạt cây cà phê của người dân đang chuẩn bị thu hoạch. Lúc tôi xuống đứng ở độ hiện trường, tôi nhìn thấy thì cỡ trong vòng một tiếng hồ thì đất nó đẩy đi xa khoảng cỡ 5 đến 60 mét. Sạt lở rất là nhanh, thì diễn biến rất là nhanh. Nhưng mà sau đó thì nó dừng lại và nó chạy chậm lại cho đến ngày hôm nay thì vì thấy đó là vẫn đang còn tiếp tục sạt lở. Thống kê ban đầu của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, đến nay sạt lở đất đã lan rộng trên phạm vi khoảng 30 hectare với 30 hộ dân bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hơn 10 hectare cà phê, trong đó 3 hectare bị mất trắng. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, nhiều điểm tại khu vực này hiện đất hình thành những đường nứt gãy, bậc thang cao khoảng 1 mét. Nhiều vị trí bị sụt sâu từ 3 đến 4 mét, nguy cơ sạt lở rất cao. Chính quyền xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà đã cấm biển báo, cấm người dân qua lại và sản xuất trong khu vực nguy hiểm. Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo huyện và lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cho Ủy ban xã Đà Đờn là khoanh vùng và cấm mốc biển báo, cấm khu vực nguy hiểm, cấm không được người vào để làm hạn chế vấn đề là cái thiệt hại về con người. Và sau đó là chúng tôi tích cực là tuyên truyền cho ban nhân dân ba thôn, các đoàn thể để tuyên truyền vận động bà con nhân dân là ổn định tư tưởng chính trị để đảm bảo yên tâm sản xuất. Thứ hai là tránh cái tình trạng là dựa trên cái sạt lở này để một số kẻ xấu lợi dụng để là trộm cắp tài sản của nhân dân trong vùng này. Người dân rất là hoang mang lo lắng. Thật sự là một cái bất ngờ vì từ trước đến giờ có những người là chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh sạt lở như thế này. Bây giờ người dân lo lắng nhất là vấn đề gì? Người dân lo lắng nhất là bởi vì đa số đất đai của người dân đây là rất là nghèo. Rồi mỗi người chỉ được một ít đất thì mà nó sạt lở hết thì người dân rất là khó khăn. Điều mà người dân lo lắng nhất đó là tình trạng sạt lở đất tại khu vực này vẫn tiếp tục diễn ra. Những nông hộ ở đây cho biết 1 hecta sản xuất cà phê tại đây có giá từ 800 đến 1 tỷ đồng. Nhưng điều quan trọng nhất hiện nay người dân đang cần những cái thông tin về nguyên nhân và những giải pháp khắc phục để sớm họ ổn định cuộc sống và sản xuất tại khu vực này. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà cho biết sau khi xảy ra vụ việc, ngành đã tổ chức kiểm tra để đánh giá tình hình sạt lở tại khu vực này. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu cho thấy vùng sạt lở nằm ở địa bàn dốc do bão hòa nước. Phía dưới vùng sạt lở có khả năng có mạch nước ngầm làm yếu nền địa chất, dẫn đến hiện tượng sụt lún đất. Về giải pháp trước mắt huyện Lâm Hà, tiếp tục kiểm kê đánh giá cụ thể thiệt hại về cây trồng. Trên cơ sở đó có phương án hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng theo quy định. Đồng thời đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra để có giải pháp khắc phục. Phòng Tài nguyên Môi trường đã báo cáo với lãnh đạo huyện và kịp thời lên tại hiện trường chỉ đạo xã Đà Đờn là khẩn trương làm biển báo cảnh báo ở toàn bộ khu vực mà bị sạt lở, đồng thời là lập kỳ vành đai an toàn để cảnh báo người dân không cho đi vào khu vực. Qua kiểm tra và đặc biệt là trong mấy ngày nay thì tình trạng mà sạt lở ở khu vực đó là diễn ra rất nhanh. Nhìn chung thì cái việc sạt lở này là có cái biểu hiện là hết sức là nghiêm trọng và có thể là lan rộng. Như vậy thì để mà hạn chế cái để khắc phục cái sự cố này thì với cái báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện gửi lên tỉnh để đề nghị tỉnh có cái cử các ngành xuống để kiểm tra đánh giá và có cái giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Cũng theo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, không riêng tại thôn Yên Thành, xã Đà Đờn, thời gian gần đây tình trạng sụt lún, sạt lở đất cũng xảy ra ở một số địa bàn xã Tân Văn, Đan Phượng, thị trấn Nam Ban. Vì vậy, việc tổ chức khảo sát tìm rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục của các ngành liên quan trong thời gian tới là rất cần thiết, qua đó đảm bảo ổn định sản xuất và nơi ở của người dân trong vùng bị sạt lở.